Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin về kinh tế thị trường. Mới đây, vào ngày 9 tháng 6, thì đội cảnh sát kinh tế công an của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ hơn 5.000 sản phẩm hàng hóa nghi nhập lậu và không có rõ nguồn gốc xuất xứ tại kho hàng của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Minh Khang. Cụ thể, vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 6, đội cảnh sát kinh tế phối hợp với công an phường Hòa Khánh Bắc tiến hành kiểm tra kho hàng do ông Huỳnh Văn Hoàng Nhanh, sinh năm 1980, làm quản lý. Qua kiểm tra, phát hiện tại kho hàng đang tập kết nhiều loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại hiện trường, thì cơ quan công an cũng phát hiện ghi nhận có 12 kiện hàng Mỹ. Mỹ phẩm bao gồm 1.000 sản phẩm bột tắm trắng, dầu gội, sữa rửa mặt các loại, 56 kiện hàng là phụ kiện dùng cho các cảnh các loại, 55 kiện hàng, trong đó gồm 80 sản phẩm là máy hàng và 25 máy nén khí các loại. Hiện cơ quan công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này, đồng thời là hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.